chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tổ chức tiêm phòng vaccine với quy mô lịch sử trong năm 2021. Các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR cho khách. Cách ly tạm dừng việc xét xử trừ các trường hợp cấp bách. Hà Nội những mùa hoa ngày hè. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo chí tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ mới đây của Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nêu rõ, mặc dù Việt Nam có nguy cơ lây nhiễm cao và cũng là một trong những nước có ca bệnh sớm nhất, tuy nhiên, việc đề ra những chiến lược nhất quán ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc của toàn dân và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đến nay, Việt Nam vẫn là một trong những nước chống dịch tốt nhất. Theo Phó Thủ tướng, hiện xét về tổng số ca nhiễm, Việt Nam đang xếp khoảng thứ 176 trên thế giới, nhưng tính tỷ lệ trên 1 triệu dân thì đứng thứ 214 trên tổng số 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó thể hiện những vấn đề mang tính nguyên tắc chiến lược của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Ngay từ thời gian đầu chống dịch, chúng ta đã đặt mục tiêu không để số người nhiễm nhiều với phương châm chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị tích cực với sự vào cuộc của toàn dân. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, tùy từng thời kỳ, chính phủ sẽ có những điều chỉnh phù hợp với tình hình và năng lực, nhưng sẽ không thay đổi những nguyên tắc chiến lược. Đồng thời, đặc biệt lưu ý, vaccine là giải pháp căn cơ chống dịch. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện phương án chuẩn bị ứng phó tình huống 30.000 người nhiễm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tuy nhiên cũng không nên quá hoang mang lo lắng, cần bình tĩnh cùng chung tay chống dịch. Những ngày qua, cả ba miền đất nước đã xuất hiện một số ổ dịch liên quan đến các chuyên gia nhập cảnh. Xác định việc phòng chống COVID-19 là một trong những trọng tâm, trọng điểm, nên Việt Nam đã sớm đàm phán với các nước, tổ chức trên thế giới để tiếp cận được các nguồn vaccine. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, cố gắng trong năm 2021 này sẽ triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine với quy mô lịch sử của ngành y tế. Hiện Bộ Y tế đã có kế hoạch đưa 110 triệu liều vaccine về nước. Thứ nhất là nguồn vaccine của COVAX Facility. Đơn vị này đã đồng ý hỗ trợ cho nước ta 40 triệu liều. Nguồn thứ hai đã đặt mua vào năm ngoái từ AstraZeneca khoảng 30 triệu liều. Hiện Bộ Y tế đang trình phương án mua 31 triệu liều của Pfizer. Cộng thêm các nguồn vaccine khác được cho tặng, nước ta sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine. Trong khi đó, chính phủ cho phép mua đến 150 triệu liều. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký thường xuyên, tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. Theo đó, các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua ứng dụng Du lịch Việt Nam An toàn, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan có thẩm quyền, chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn COVID-19 được đón và phục vụ khách. Hiện nay, 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã tham gia hệ thống đánh giá an toàn COVID-19 trên website http://safe.tourism.com.vn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã liên tục có những công văn, chỉ thị, yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện khắt khe các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu người dân thực hiện quy định 5K, không bán hàng, tụ tập ở vỉa hè. Đa số người dân thủ đô đã chấp hành các quy định này, thế nhưng vẫn còn một bộ phận cố tình không chấp hành. Trên phố Yác Xanh và khu vực vườn hoa Pasteur Hà Nội, người ra vào liên tục và không chấp hành các quy định 5K của Bộ Y tế. Đi gì đâu? Đi gì em? Đi để gì? Rồi, làm đi. Ngồi lên mấy giờ chị? Rồi, thoải mái, chứ kết quả sẽ ngồi ở đây. Ở đây mình cũng rất là lý tưởng rồi, 6 phút nữa thôi. 22 phút rồi, 10 phút nữa 30, 31 phút mới vào đây. Không chỉ ở khu vực đường Yác Xanh, tình trạng ghi lô đề bán vé số ngay trên vỉa hè, không chấp hành các quy định về phòng dịch của thành phố Hà Nội cũng khá phổ biến trên các tuyến phố trong khoảng thời gian từ 16 đến 19 giờ hàng ngày. 6 giờ 30 mình quay. Thì cả tiền đến 7 giờ thì chúng ta lại. Từ khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh vỉa hè, quán bia,
thì nhiều hoạt động tụ tập đông người như trà đá, cà phê vỉa hè đã được dẹp bỏ. Các quán bia thì đã treo biển tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động ghi lô đề dưới vỏ bọc của các bàn bán vé số thì vẫn hoạt động công khai mà chưa có các cơ quan chức năng nào xử lý. Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 11 tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là sai sự thật. Tất cả 14 trường hợp này đều là F1 từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Trước đó, tất cả các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính lần 1. Ngày 11 tháng 5, Bệnh viện Phổi lấy mẫu test nhanh sàng lọc theo phương pháp gộp mẫu. Kết quả 14 trường hợp F1 dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, Bệnh viện đã làm test nhanh riêng 14 mẫu, kết quả chỉ có 2 mẫu dương tính. Xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh bằng phương pháp RT-PCR cũng cho kết quả chỉ có 2 mẫu dương tính. Cả 2 trường hợp này đều là F1 của các ca dương tính đã được ghi nhận trước đó và đã được cách ly chặt chẽ từ ngày 6 tháng 5 nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Qua xác minh, nhân viên tung tin không đúng sự thật này là một nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sở Y tế tỉnh Thái Bình chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm đình công tác, đồng thời xử lý kỷ luật theo quy định. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định yêu cầu phòng chống dịch bệnh, duy trì các hoạt động bình thường của các tòa án, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các tòa án, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung như tại những địa bàn đã cách ly, tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc chưa các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Công chức, người lao động của tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, bố trí trang thiết bị y tế cần thiết để phòng chống dịch COVID-19. Nhằm góp phần bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh mà vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng, các cửa hàng kinh doanh buôn bán thực phẩm đã có những hình thức kinh doanh phù hợp như tăng cường và khuyến khích người dân mua đồ ăn, thức uống mang đi thay vì là phục vụ tại cửa hàng. Nhờ tăng cường chương trình khuyến mãi trên các ứng dụng giao hàng, doanh số 2 tuần nay của cửa hàng này đã tăng lên đến 200%. Ngoài hình thức đó, cửa hàng cũng khuyến khích các khách mua mang đi, thay vì ngồi tại cửa hàng thưởng thức một ly kem hay một cốc trà sữa như trước. Thì khách sẽ gọi đồ trước và xong rồi em sẽ khi mà nhận hóa đơn, khách nhận hóa đơn thì bọn em sẽ vào làm đồ và khi mà làm đồ xong thì em sẽ để trên bàn và đọc số hóa đơn thì khách sẽ tự ra lấy. Xong rồi khách sẽ đem về để tránh tiếp xúc cự ly gần nhất. Thay vì đến ngồi lê la hàng quán như trước, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, để hạn chế tiếp xúc, nhiều bạn trẻ cũng đã thường xuyên đặt hàng qua ứng dụng công nghệ. Đến bây giờ em thấy dịch như thế này, em hay kiểu đặt những ứng dụng như kiểu Na hoặc là GrabFood về nhà ăn để cho phòng dịch. Công tác phòng dịch và đảm bảo vệ sinh đồ ăn được các cửa hàng đồ ăn thức uống đặt lên hàng đầu, nhất là các shipper. Đây là những người phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với một lượng lớn khách hàng trong một ngày. Do tình hình dịch Covid thì khách đến nhà ăn cũng ít hơn và khách cũng đặt hàng mang về nhiều hơn và chúng tôi cũng chuẩn bị khâu ship hàng nhiều hơn. Mà luôn luôn là sát khuẩn tay rồi và công tác vệ sinh thì luôn luôn là đặt lên hàng đầu. Em nhận hàng thì em có sát khuẩn, em phòng dịch sát khuẩn, rồi em lấy hàng. Em lấy hàng xong rồi khi đến em giao cho khách. Khi em giao khách thì em đã sát khuẩn ở trước đấy rồi. Lúc mà đến thì em sẽ có găng tay chẳng hạn, em sẽ đeo vào để em gửi cho khách. Dịch bệnh đã làm đảo lộn nhiều thói quen sinh hoạt, nhưng mọi người vẫn phải thích nghi. Vậy nên việc các cửa hàng và khách hàng đã chủ động hơn để cung cầu được gặp nhau, nhưng vẫn phải đặt mục tiêu, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian từ nay đến trước ngày bầu cử 23 tháng 5 là giai đoạn cao điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các địa phương trong cả nước tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì các cuộc tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức linh động, phù hợp để vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, nhưng cũng vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch.
Theo chương trình tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 thành phố Hà Nội, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 18 điểm cầu tại các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Dù phải giảm quy mô hội nghị tiếp xúc cử tri, song không khí dân chủ, thẳng thắn, trao đổi cụ thể những chương trình hành động được các ứng viên đưa ra đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo cử tri. So với các kỳ bầu cử trước, số lượng cử tri tham gia trực tiếp phải giảm quy mô một nửa so với hội trường. Đảm bảo yêu cầu khoảng cách, số lượng các cuộc tiếp xúc cũng giảm, đảm bảo an toàn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thời điểm này, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội đều đã tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo đúng tiến độ bầu cử. Tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà các địa phương cần thực hiện trong năm 2021. Là địa phương đang có dịch COVID-19, bên cạnh những nỗ lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thì hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cũng tích cực tập trung, chủ động, chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử. Xã Tiên Tiến, nơi đang thực hiện phong tỏa toàn thôn Hoàng Xá và giãn cách xã hội đối với hai thôn Hoàng Các, Nại Khê, những ngày này, đài truyền thanh xã thường xuyên hoạt động. Bên cạnh những bản tin về biện pháp phòng chống dịch bệnh là các bản tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 2 tháng 5, Ủy ban bầu cử xã Tiên Tiến đã lập được kế hoạch để vừa triển khai công tác phòng dịch, vừa ứng phó với một số tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử. Trong đó nêu rõ những phương án cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn. Đối với cử tri là F0 đang điều trị tại Hà Nội và 45 F1 đang trong khu cách ly tập trung của huyện, xã sẽ lập danh sách gửi đến Ủy ban Nhân dân xã phường nơi cử tri đang cách ly để cử tri bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Cái công tác tuyên truyền là rất là mạnh mẽ, hàng ngày loa đài thông báo bà con trong thôn theo dõi và biết là ngày 23 tháng 5 là toàn dân bầu cử. Đối với cái thôn Hoàng Xá, chúng tôi cũng đã triển khai cái kế hoạch rất là chi tiết, giao cho cấp ủy chỉ đạo các cái chi hội đoàn thể ở thôn phân công đôn đốc đoàn viên hội viên là cử tri để đi bầu cử theo cái khung thời gian, cái việc phòng dịch ở các cái khu bỏ phiếu cũng như là nhân dân giữ cái khoảng cách đi đến cái điểm bỏ phiếu thì đều được phải hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết theo cái sơ đồ di chuyển. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban bầu cử huyện Phù Cừ và các xã thị trấn trong huyện đã khẩn trương tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đến ngày 8 tháng 5, huyện Phù Cừ đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Một số xã đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử. Chúng tôi cũng tranh thủ thời gian cho tiến hành các cái hội nghị trước khi mà dịch bùng phát trở lại. Đến thời điểm này, xã đã tổ chức thành công cái hội nghị cử tri của 4 thôn. Chúng tôi đã xây dựng kịch bản rất chi tiết đối với các nơi mà có dịch bùng phát cũng như là nơi giãn cách xã hội, phân công thực hiện các cái nhiệm vụ rất là cụ thể, phân luồng từng khu vực, thời gian đối với cụm dân cư để các cử tri thực hiện việc bầu cử đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc chủ động kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và có kế hoạch triển khai công tác bầu cử trong tình hình dịch bệnh, có phương án chi tiết ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử sẽ góp phần giúp ngày bầu cử 23 tháng 5 tới đây trên địa bàn huyện Phù Cừ diễn ra an toàn, thành công. Theo thông báo về tình hình công tác xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt gần 51 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,4% so với tháng trước. Đáng chú ý, lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam cũng giảm đáng kể so với tháng trước. Cụ thể, ô tô nguyên chiếc các loại ước tính nhập khẩu trong tháng 4 đạt 14.000 chiếc, trị giá đạt 292 triệu đô la Mỹ, giảm 17,6% về lượng và 24,3% về giá trị so với tháng trước. Đến hết tháng 4, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 49.000 chiếc, trị giá đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,2% về lượng và tăng 57,2% về trị giá so với cùng kỳ.
Theo các chuyên gia, việc số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm có một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến một số nhà máy không thể hoạt động theo năng suất bình thường. Ngoài ra, việc khan hiếm linh kiện thiết yếu cũng làm cho các nhà sản xuất không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Do đó, việc số lượng xe nhập khẩu cũng sẽ giảm theo. Để giải quyết tình trạng bồi lắng và rác thải đầu nguồn gây ô nhiễm nguồn nước chính, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt ở hồ chứa nước Đan Kia Suối Vàng, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nạo vét hồ lắng và nhà máy xử lý rác thượng nguồn. Dự án nạo vét hồ lắng và nhà máy xử lý rác thượng nguồn hồ chứa nước Đan Kia Suối Vàng tại huyện Lạc Dương có tổng vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh với diện tích là 12 ha, tổng khối lượng đất nạo vét gần 500.000 khối. Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Công trình Công cộng huyện Lạc Dương đã triển khai thi công và nạo vét gần 300.000 khối. Trong tháng 6 tới sẽ tiến hành lắp lưới chắn rác, đồng thời sẽ chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm công trình trong năm 2021. Việc đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án sẽ góp phần hạn chế tình trạng rác thải đầu nguồn, nhất là rác thải nông nghiệp sau khi sử dụng tràn xuống hồ chứa nước Đan Kia Suối Vàng, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt cung cấp chính cho thành phố Đà Lạt cũng như huyện Lạc Dương về lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên vòm lá, mùa hè đến chẳng non tơ như những ngày mới vào xuân, thế nhưng Hà Nội, ngày hạ là những mảng màu rực rỡ của muôn vàn hoa lá. Hoa bằng lăng thì là để lại cho nhiều kỷ niệm cho tôi lắm. Kỷ niệm duy nhất ý, là thường thường là đi vào mùa hè là đi trên đường phố là ngồi đằng sau mà. Thế là cứ ngắm hoa bằng lăng thôi. Bằng lăng là thế, là những kỷ niệm đẹp nhẹ nhàng mà sâu sắc đi theo từng năm tháng. Mang sắc tím mộng mơ, bằng lăng trở thành biểu tượng cho sự nhung nhớ thủy chung của tình yêu đôi lứa. Chẳng biết du nhập vào Việt Nam từ bao giờ, chỉ biết từ khi có sắc tím dịu của loài hoa này, Hà Nội đã trở nên dịu dàng, thơ mộng đến nao lòng. Bằng lăng thì nó không rực rỡ như hoa phượng, thế nhưng mà nó lại... Nó làm cho cái kiểu cái không khí nó dịu mát này. Con người nhìn thấy nó cảm thấy nó mát mẻ. Hà Nội ngày hè còn được gọi bằng một cái tên khác là Hà Nội hoa tình. Bởi cùng với sự thủy chung son sắt của màu tím bằng lăng, những ngày hè Hà Nội còn tô điểm bởi sắc hoa phượng vĩ đỏ rực rỡ. Loài hoa của tuổi học trò gắn liền với những kỷ niệm đẹp của quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Từ thời bọn em còn mới lớn, được bố mẹ dắt tay vào trường cho đến lúc là tự lập, vượt qua những kỳ thi đều dưới gốc cây phượng. Nó gắn liền với em về sự nghịch ngợm của em, về tình cảm của em dành cho thầy cô. Ngoài ra còn có những là tình bạn đẹp. Những nhớ, những thương, những kỷ niệm chất chồng lên kỷ niệm. Hà Nội mùa hoa ngày hè không thể thiếu vắng hình ảnh màu vàng tươi của hoa muồng hoàng yến. Sắc vàng mỏng manh của mùa hoàng yến ở đâu là tạo ra vẻ lãng mạn, nhẹ nhàng và mát dịu tâm hồn ở đó. Sắc vàng của hoa hoàng yến thì rất là đặc biệt. Nó như những chùm phong lan, nó như là những một cái chuỗi, chuỗi ngọc mà có màu hoàng yến như là con lông của con chim hoàng yến ấy. Nó làm cho cái mùa hè của Hà Nội đang chói chang này mát dịu và làm cho tâm hồn của ta thanh thản hơn. Mùa hè ở Hà Nội là thế, không chỉ vui tươi với tiếng ve rộn ràng ngân vang cả góc trời, mà còn tình tự, lãng mạn với những sắc hoa. Sắc màu của những loài hoa dường như đã xoa dịu hẳn đi cái nắng nóng chói chang để nhường chỗ cho sự mát mẻ, bình yên trong lòng Hà Nội. Ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bất ngờ đột kích kiểm tra nhà nghỉ Thanh Trà thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, phát hiện hàng chục đối tượng nam thanh nữ tú đang tụ tập bay lắc tập thể bằng ma túy. Cụ thể, tại phòng số 107, có 10 đối tượng nam nữ đang tổ chức bay lắc sử dụng ma túy. Ngoài một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy thì trong đĩa và trong bọc ni lông vẫn còn một số ít ma túy khay. Test nhanh, phát hiện
10 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận một số đối tượng nam mua ma túy, sau đó rủ các đối tượng nữ về nhà nghỉ Thanh Trà để sử dụng bay lắc. Cũng trong thời điểm kiểm tra nhà nghỉ này, lực lượng công an cũng phát hiện 4 khách và 1 quản lý, 2 nhân viên trong nhà nghỉ. Kiểm tra test nhanh, cả 7 người cũng dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào.